giếng làng cổ kính rêu phong, tròn vành ánh nguyệt vắt ngang chân trời. Ông cha con cháu bao đời đã từng đi ngược về xuôi rộn ràng. Nghèo hèn cho chí cao sang đều chung giọt nước giếng làng sạch trong. Từ xa xưa, hình ảnh quen thuộc, thân thương và gần gũi như cây đa, giếng nước, sân đình đã trở thành biểu tượng của làng quê Việt Nam. Trong đó, giếng làng là nơi âm thầm khơi những mạch nguồn dịu ngọt từ đời này qua đời khác, nuôi dưỡng tâm hồn Việt. Ngày nay giếng làng không còn nhiều, nhưng mỗi khi nhắc đến hình ảnh này, những kỷ niệm đẹp về quê hương yêu dấu lại trở về dạt dào trong tâm thức mỗi người. Thanh bình, yên ả, dung dị và đẹp đẽ biết bao là hình ảnh làng quê trong ký ức mỗi con người Việt Nam. Những con đường nhỏ, những mái nhà rêu phong cổ kính, những cánh đồng thẳng cánh cỏ bay, và tuổi thơ ta lớn lên ở đó. Trải qua thời gian và những biến thiên lịch sử, làng nay đã khác xưa, hồn làng vẫn còn đó, vẫn tồn tại cùng năm tháng, qua dấu tích các hiện vật và vẹn nguyên trong lòng những người con xa quê. Bởi đó là những nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân quê. Ai xa quê chẳng bịn rịn chia tay trước cây đa đầu làng. Ai xa quê chẳng nhớ những buổi gánh nước nô đùa bên giếng. Giếng làng chính là nơi hội tụ nguồn sống, là mắt của đất, là trái tim của làng và cái hồn của xóm. Cứ như vậy, giếng làng tồn tại, gắn bó và chứng kiến cuộc sống của người dân từ thế hệ này đến thế hệ khác. Và chẳng biết từ bao giờ, giếng làng trở thành một mảnh hồn quê trong trẻo, thân thương trong tâm trí những người con xa xứ. Chẳng phải ngẫu nhiên, giếng làng lại có vị trí trong tâm thức của người Việt đến thế. Bởi từ thuở dựng nước, lập làng, người Việt đã tự hào gắn bó mật thiết với hình ảnh giếng làng. Dưới những con đường làng quanh co, xanh ngát bóng tre, cuộc sống của người dân Việt cứ trôi đi với biết bao câu chuyện thắm đượm tình người, tình đời. Trải qua thời gian và năm tháng, giếng vẫn còn đó, chứng nhân cho bao đổi thay, thăng trầm, chất chiêu những mạch nguồn quý giá của lòng đất để mang lại thảo thơm cho đời. Giếng vẫn còn đó, nhưng con người đã thay đổi, cuộc sống sinh hoạt bên giếng làng chỉ còn trong ký ức, trong những hoài niệm xa xôi của người già. Sự phát triển của nông thôn khiến số lượng của giếng làng càng thêm ít ỏi. Nhưng mỗi chiếc giếng là một câu chuyện về một miền quê gắn với các di tích, mà vì thế tự trong tâm can, bằng tấm lòng của người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, trưởng thành bằng thứ nước giếng ấy như một nguồn sữa mẹ, nuôi dưỡng tâm hồn biết bao thế hệ và người Việt Nam. Chứng kiến bao sự đổi thay của cuộc sống, giếng làng dường như đã trở thành hồn quê của biết bao thế hệ người Việt. Những người con sinh ra và lớn lên đã thấy giếng và sinh hoạt bên giếng. Giếng làng còn mang ý nghĩa linh thiêng, biểu tượng của sự sống, sự hài hòa giữa âm dương, giữa đất trời và con người. Trên giải đất hình chữ S thân yêu này, đi đến đâu ta cũng bắt gặp hình ảnh của những giếng làng. Và đối với mỗi người dân quê, giếng làng đã gắn bó thân thiết từ khi sinh ra cho đến hết cả một đời. Cùng với cây đa, giếng nước, sân đình, hình ảnh quen thuộc thân thương của làng Việt cổ, thì giếng làng từ hàng ngàn năm đã có sự cộng sinh, cộng cảm đối với mỗi người dân Việt. Giếng làng đã làm nên không gian sinh sống, không gian văn hóa rất đặc trưng của làng quê Việt Nam. Giếng làng chiếm vị trí sâu sắc và lâu bền, được xem như là biểu tượng của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Ai từng lưu lạc xa quê, giếng làng điểm hẹn ngày về tuổi thơ. Vui buồn tan hợp từ xưa, chia tay vĩnh biệt đón đưa bao người. Dù đi cuối đất cùng trời, nhớ về nguồn cội một thời giếng quê.